Trung tâm cây giống Tam Đảo xin kính chào bà con, chào các bạn, chào mừng bà con và các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của Trung tâm cây giống Tam Đảo. Và ngày hôm nay tôi lại tiếp tục quay trở lại để làm những video ngắn giới thiệu cho bà con và các bạn về cái cây giống lâm nghiệp, một trong những loại cây lâm nghiệp đem lại hiệu quả kinh tế khá cao. Đây là cây mun sừng hay còn gọi là mun đen. Đó, thì bà con nhìn thấy ở đây, chúng tôi ở đây có hai luống cây. Mun thì nó từ xưa đến nay thì nó là một trong những loại cây gỗ thuộc top 1 bảo tồn của quốc gia rồi. Và những cây nguyên sinh trong rừng thì chúng ta không được ai động vào cả. Cái đó thuộc quản lý của rừng rồi. Đó thì các bác nhìn đây lá cây mun đây này, cận cảnh nhá. Lá của cây giống gỗ mun. Đây rất là nét. Đó. Cây xanh lá nhỏ. Đây mun sừng. Thì bà con có nhu cầu mà mua cây giống hoặc cần hỗ trợ về kỹ thuật chúng ta trồng cây gỗ mun ấy, thì bà con cứ liên hệ trực tiếp với chúng tôi. Đối với cái khoảng cách chúng ta trồng cái cây gỗ mun này này là chúng ta cứ phải trồng 5 mét ra. Sau này đó là dòng gỗ lớn chứ không phải gỗ nhỏ đâu. Đó. Mun này mun đen mun sừng này. Không phải đơn vị rồi. Đối với cây này thì không phải đơn vị cây giống nào họ cũng làm được đâu. Thì bà con có thể tham khảo các đơn vị khác mà xem. Không phải đơn vị nào cũng làm được cây giống cây mun sừng này. Bởi cái giống này làm nó cũng khá phức tạp. Không phải đơn vị nào cũng làm được. Đó. Cây mun rất là đẹp. Lá ánh này, dài này. Nhiều người nhìn tưởng cây lá móc mật nhưng thực tế không phải, bởi vì lá móc mật nó to hơn, lá mun nó nhỏ lắm. Đấy. Đối với cái cây mun này thì gỗ của nó thì nó thuộc dòng gỗ top 1, gỗ nó lên vân đen bóng lên rất là đẹp. Giá thành của nó thì bây giờ bộ bàn ghế mà gỗ mun mà chuẩn thì nó rơi vào hàng tỷ đồng, có hàng chục tỷ đồng đối với dòng gỗ lớn. Thế nên là bà con trồng cái này, nhưng mà chúng ta xác định nếu chúng ta trồng cây mun nó cũng là những cái cây lâu năm. Đấy, cây rất là lâu năm chứ không phải là cây ít năm đâu. Đấy, phải ngoài 30 năm chúng ta mới thu hoạch cái cây gỗ mun này được đấy. Đấy, cũng phải chia sẻ thật cho đến lúc mà bà con chúng ta trồng mãi là chả thấy thu hoạch. Đấy, cây mun này nó cũng là dòng gỗ lâu. Nhưng tuy nhiên thì về cái giá trị kinh tế của nó, đời người là một rừng cây rồi. Nếu chúng ta trồng được cái cây này được thì cũng đem lại hiệu quả kinh tế khá là cao. Thì chia sẻ với bà con cây giống này ở đây thì tại trung tâm cây giống Tam Đảo chúng tôi, cây nó cũng đạt được khoảng độ 40 cm rồi. Thì bà con có nhu cầu mua thì cứ liên hệ trực tiếp với chúng tôi theo số điện thoại chúng tôi đã để bên dưới màn hình. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại bà con trong những video tiếp theo của trung tâm cây giống Tam Đảo. Và đừng quên ấn đăng ký kênh để ủng hộ kênh YouTube của chúng tôi ngày một phát triển hơn và đem lại nhiều những cái thông tin hữu ích cho bà con về cái nguồn giống, để chúng ta tiếp cận nguồn giống nó rẻ nhất và cái cây giống nó đảm bảo chất lượng. Thì chúng tôi luôn có đội ngũ kỹ sư lâm nghiệp cũng như kỹ sư nông nghiệp hỗ trợ kỹ thuật trồng và phát triển cây, chăm sóc cây làm sao cho nó đảm bảo cái yếu tố chúng ta khoa học và trồng cây nó tốt nhất để cuối cùng chúng ta có cái giá trị kinh tế. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại bà con trong những video tiếp theo của trung tâm cây giống.